thì tại khách tới nói chung là ủng hộ cô rất là đông mà các bạn ơi. Cô để mà một hai hộp ốc thôi cho lên cả gai này cho ta thấy nè cô. Một hai hộp thôi cho ta thấy. Khoảng chừng tầm 4 giờ 5 nha các bạn. Sài Gòn cũng rất là bớt nắng rồi các bạn. Lượng khách tới ủng hộ cho cô. Bây giờ là càng ngày càng đông các bạn. Dạ 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 vui vui. Bây giờ là cô đã hết ốc gạo các bạn, chỉ còn là ốc bu và ốc gai thôi nha. Còn bu và gai thôi các bạn. Sớm hả cô ha? Ốc gạo hết chưa? Ốc gạo người ta chuộn hơn. Gạo bu là rất là chuộn luôn á. 4-10 đi, đi chợ. Rồi cô lên trước đi. Có bu với ốc gai. Ốc gạo không? Không gạo ở đây không có hàng. Bây giờ là cô và con của cô di chuyển xuống đường Lê Quyên nha các bạn. Khoảng 4 giờ trời tắt nắng chút xíu là cô đã di chuyển xuống đường Lê Quyên các bạn. Bây giờ mình sẽ theo chân cô review cho các bạn coi cảnh cô buôn bán ốc nha các bạn ơi. Từ đây mà xuống đó khoảng chừng 200 mét.